cũng gì hả? Cây dù rất là độc lạ phải không bạn? Hàng cũng nhất đó. Đi vô nó lạc lấy một cái là nó nằm chết á. Ghê trời. Mấy con kia nằm chết rồi, nằm chết. Lần đầu tiên em mới xem cái chương trình mà lớn như vậy á. Né đi, né đi. Quá luôn rồi các bạn ơi, chúng ta hãy cùng xem chương trình này. Là một cái chương trình mà có thể thấy rằng là tại Việt Nam luôn chứ không phải là đâu khác, mà với là biểu diễn khủng khiếp không? Hai cánh luôn. Né, né chưa? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cặp rủi ro. Rồi cái này hơi anh là làm sao mà nó sáng được anh? Chích điện hả? Dù bay có động cơ. Đây là dù bay đó ha. Dù bay có động. Còn dù lượng là ở trên nó có ô trên nó không anh? Dù lượng là sáng mới thấy. Đây là dù lượng ở trên đó ha. À cái đó đỏ đó ha. Dạ dạ. Mà cái động cơ này nói là động cơ gì anh? À, động cơ thì nó có nhiều loại động cơ lắm. Thì chẳng hạn như chiếc này là chiếc Pegasus sản xuất ở Anh Quốc. Dạ. Cái động cơ nó là động cơ Rotax 912. Dạ. Một chiếc như vậy là ví dụ như là cái giá của nó là khoảng bao nhiêu tiền anh? À cái giá một cái chiếc Pegasus mà mới thì nó khoảng 60.000 đô la. Wow, 60.000 đô la. Bay điều khiển xa. Dạ, điều khiển ha. Wow. Một chiếc như vậy là cái động cơ nó là như thế nào anh? À, nó tùy theo size em, ví dụ như cái size anh đang ráp này á. Dạ. Là 120cc đó. Dạ. Máy nó 2 cylinder. Dạ. 120cc. Dạ, cái động cơ của nó chạy như vậy thì là khoảng bao nhiêu km trên 1 giờ anh? À, tầm khoảng từ 100 cho tới 200 em. Wow. Và một chiếc như vậy thì cái giá trị của nó bao nhiêu tiền anh? YouTube á. Dạ. YouTube. Chị có thể nói tiếng Việt được không? Chắc không rồi các bạn. Chị có biết tiếng Việt không? Vietnamese. Việt Nam. No. Dạ, Nhật. Dạ dạ. Dạ. Cái đợt này có động cơ cho nên nó sẽ có hấp dẫn hơn. Dạ. Với lại theo như ban tổ chức có nói, trong cái chương trình này nó có những cái màn biểu diễn là coi như rất là hấp dẫn. Dạ. Đó, đá bài đó các bạn. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bay. Đây là đoàn của Kiên Giang các bạn. Ta hiểu. Không được à? Anh người Đài Loan luôn hả anh? Anh người Việt. Anh này người Đài Loan rồi. Hồi sáng em hỏi anh hết lần rồi em đâu, anh không biết tiếng Việt gần á. Dạ, anh nói Bình Dương em nghe Bình Nhưỡng. Anh đến từ Bình Dương. Bình Dương. Nhìn thấy cái chán gì giống giống Bình Nhưỡng á. Dạ. Dạ, chào vỗ tay kìa, đang giới thiệu quý nhân gì kìa. Chỉ số mà đây là cái gì vậy anh? Nó kêu chuẩn cái này là đo tốc độ của bằng tua quạt á, à tua. Chiếc này mình kêu bằng cái chiếc gì vậy anh? Helicopter anh. À helicopter. Ở trực thăng á. Dạ. Cả phần mềm để điều chỉnh nó luôn bạn. Có CPU luôn.
Chai quay phải không? Từ 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 từ. Gì hả? Chồng chồng em bộ tôi. Nè 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 làm cái. Chị chạy chạy chạy. Quá dữ luôn các bạn ơi, thật là điên rồi. Trời, một cú đáp hết sức là nhẹ nhàng luôn. Chúng ta hãy cùng xem, vẫy tay chào khán giả luôn và giật lên luôn chứ chưa kịp xuống nữa. Bây giờ mới thật sự là xuống đây, chạy luôn. Quá đẹp. Cái này là dĩ khen hả mấy bạn? Cái này là mình dành tặng cho cái này mình dành cho tập thể với cá nhân để có dạ, là cho những người bên đơn vị dù lượng này kia đó ha. Dạ. Ở đây thì ban tổ chức đã sắp xếp và bố trí những bàn ghế cho cũng như gọi là những khách mời và cũng như ban tổ chức quý vị. Thì cái này là có thi chấm điểm hay là như thế nào không ạ? Ngày mai là trao giải. Là ngày mai là trao giải ha. Dạ. Đi ngang qua bên kia coi cái. Đi nghe em. Con đi con. Cái bài cưng. Và đây là những gia hàng đặc sản của An Giang bày trên Phụng Hoàng Sơn. Đây thì nhiếc dù lượng, diều lượng có động cơ này các bạn. Chúng ta thấy rằng đó là một cái chiếc như vậy thấy có thể rất là đơn giản nhưng mà thực sự ra thì nó cũng khá là cầu kỳ và cũng như rất là đắt tiền. Thì một cái chiếc dù lượng như thế này đó quý vị và các bạn, bay nhanh tốc cũng khá là nhanh. Đây là Việt Nam thì anh chuẩn bị cất cánh, chứ chưa cánh anh kiểm tra xem đó là coi có đầy đủ yếu tố anh chuẩn bị chưa. Đây là phóng viên cũng như một số bạn trong hội gọi là dù lượng hay là dù có động cơ. Thì các bạn có thấy là đây là khu vực núi Tô, núi Tô gọi là Phụng Hoàng Sơn Tri Tôn mà nha. Chúng ta hãy cùng xem là đây như thế nào nha các bạn. Thank you.
Anh cho em hỏi một cái nữa là về cái chương trình biểu diễn hôm nay là có trao phần thưởng hay là giải gì không ạ? Bữa nay thì không phải là một cuộc thi. Dạ. Cho nên là tuy nhiên là ban tổ chức cũng có chuẩn bị sẵn một số phần quà. Dạ. Để trao tặng cho các anh em phi công nào mà có những cái đường bay đẹp, an toàn. Dạ. Nhằm để khích lệ tinh thần các anh em. Dạ. Anh nói hết trơn nguyên cái đội của mình bay là khoảng bao nhiêu người, cũng như phi công này kia. Tất cả các phi công quy tụ về lễ hội ngày hôm nay cho 3 bộ môn dù lượn có động cơ, dù bay có động cơ và máy bay mô hình là khoảng gần 80 phi công. Dạ. Cảm ơn anh. Trong đó là những cái phi công này là được đào tạo và cũng như hết sức là chuyên nghiệp để mà được cái đường bay hôm nay đó ha. Đúng rồi. Vậy đoàn bay của mình là ở đâu anh? Chúng tôi là Liên đoàn Dù lượn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, em nhìn cái liên đoàn. Coi chừng nói lộn nha. Hay lộn với câu lạc bộ Dù lượn Thành phố. Dạ, cái này liên đoàn ha. Dạ, liên đoàn các bạn. Tức là nó gồm thành viên của liên đoàn và các anh em ở cũng là trong cái lĩnh vực thể thao hàng không này nhưng mà ở các cái địa phương khác. Ví dụ như là ở như thế nào? Ở Bình Dương nè. Dạ, Bình Dương, Đồng Nai. Bình Dương, Đồng Nai. Như cái đó là cũng là thành viên. Đúng rồi đó đó. Trời ơi, giờ này kêu vợ dậy mặc áo lại. Đồng Nai, Đồng Nai, Đồng Nai nha. Đúng rồi. Kiên Giang cũng có một số anh em, Tiền Giang cũng có một số anh em. Mà bây giờ là còn đăng ký, mấy hôm qua là còn đăng ký nữa đó mà tụi anh đóng danh sách lại. Tại vì với anh em ta thấy ở đây có cái địa điểm này tốt quá, người ta cũng muốn tới trải nghiệm. Dạ. Tức là các anh chị đó là nó tự do thuộc thành viên của các cái nhóm khác. Nhưng mà trực thuộc của tỉnh thành giống như anh vừa chia sẻ. Đúng rồi. Anh cho em hỏi là cái động cơ của một cái dù lượn như thế này là động cơ nó như là động cơ gì anh? Cái đó là cái diều bay. Diều bay có động cơ. Đây là diều bay đó ha. Diều bay có động cơ. Còn dù lượn là ở trên nó có ô trên nó không anh? Dù lượn là sáng cái mới thấy. Đây là dù lượn ở trên đó ha. Cái đó đỏ đó ha. Mà cái động cơ này nói là động cơ gì anh? Động cơ thì nó có nhiều loại động cơ lắm. Thì chẳng hạn như chiếc này là chiếc Pegasus sản xuất ở Anh Quốc. Cái động cơ nó là động cơ Rotax 912. Dạ. Một chiếc như vậy là ví dụ như là cái giá của nó là khoảng bao nhiêu tiền anh? Cái giá một cái chiếc Pegasus mà mới thì nó khoảng 60.000 đô la. Wow, 60.000 đô la. Bởi vậy chúng ta muốn chơi thì thứ nhất phải có kinh phí nữa và phải được tập luyện như này kia. Chính xác là vậy đó. Dạ, dạ. Ví dụ như chiếc này thì các anh em mua các hãng khác nhau lắp ráp. Dạ. Thì cái giá thành nó rẻ hơn, nó khoảng cũng độ gần 10.000 đô. Wow, quá là tuyệt vời luôn các bạn. Em cũng cảm ơn anh đã chia sẻ những thông tin và cũng như xin chúc cho đoàn của chúng ta thành công tốt đẹp. Cảm ơn. Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta thấy đây là một cái động cơ của một cái chiếc gọi là dù mà khi mà bay ở trên không đó các bạn. Chúng ta thấy là cái động cơ nó cũng rất là khủng và cái cánh của nó là mình không biết là bằng cái gì nữa mà không biết phải bằng sắt hay là bằng cái gì không biết luôn. Đó. Nhưng mà khi bay á, chúng ta thấy là ở trên này đó là sẽ có là đảm bảo cái an toàn của cho phi công các bạn, và cũng như một cái người mà có thể thấy rằng là đào tạo rất là chuyên nghiệp thì chúng ta mới được gọi là biểu diễn và cũng như tham gia bộ môn này ha. Ở đây quá đã các bạn, đây là những chiếc máy bay. Mấy anh cho em hỏi đây là cái chiếc máy bay này gọi là cái máy bay gì vậy mấy anh? Không biết. Nó là người Đài Loan. Ôi vậy hả? Nó nói một số tiếng Việt thôi, nói chưa rõ đâu. Dạ. Thôi để em quay này chút xíu lại phóng vắng lên sau nha anh. Cho em quay cái này nghe coi. Bây giờ đang có một phi công của người nước ngoài đang chuẩn bị bay nè các bạn. Đó, quá là đỉnh. Một chương trình như thế này thì mình hoài thương nhớ là cái năm, hình như là cái năm mà dịch lên năm nào đó là chuẩn bị bay rồi, thì hoài thương cũng đến đây cái năm đó nhưng mà chưa quay được các bạn, là dịch đó nên là cái chương trình này là biểu diễn này là gọi là ngưng lại, không có hoạt động. Wow, cắt cánh rồi đó các bạn. Mới chạy thử à. Đây là bay luôn đây.
như vậy thì mới chạy thử thôi các bạn. Nó thấy là bên đó là nguyên một cái sân khấu và cũng như của ban tổ chức đó các bạn. Đây anh cho hỏi lại tiếp nha anh. Dạ anh cho em hỏi là đây là những cái này là mình gọi là cái gì anh? Mấy cái này nè anh, như là mình gọi là cái gì? Anh cái này hồi cây. Em hỏi cái gì đây? Ô lộn lại ảnh anh Đài Loan nữa. Trời ơi. Nói tiếng Việt thôi. Dạ dạ. Hỏi anh là như đây là cái gì anh? Đây là cái môn chơi RC. Dạ. Gọi là máy bay điều khiển xa. Dạ, điều khiển ha. Wow. Một chiếc như vậy là cái động cơ nó là như thế nào anh? Nó tùy theo size em, ví dụ như cái size anh đang ráp này á. Dạ. Là 120cc đó. Dạ. Máy nó 2 xi lanh. Dạ. 120cc. Dạ, cái động cơ của nó chạy như vậy thì là khoảng bao nhiêu km trên 1 giờ anh? Tầm khoảng từ 100 cho tới 200 em. Wow. Và một chiếc như vậy thì cái giá trị của nó bao nhiêu tiền anh? Con này thì tầm khoảng 65 triệu. Wow. Cái này là hàng bên nước ngoài hay là bên Việt Nam mình tự sản xuất và cũng như hay là anh em thiết kế anh? Có Việt Nam sản xuất, có nước ngoài sản xuất nữa em. Dạ. Việt Nam giờ cũng sản xuất cái này được mà. Dạ. Như vậy thì mỗi lần chơi là mình phải mỗi lần lắp ráp vậy đó hả anh? Đó là buôn cánh rồi đó. Đó, giống như cái con ở trên xe kìa. Anh thấy không? Con có dạ. Cánh đúng không? Dạ dạ. Mà khi mà mình ráp lại á, mình chở vận chuyển đi tới chỗ mình ráp lại thì cái sải cánh này, bên này nè. Đó dạ. Là 2m7 luôn. À vậy ha. Cho nên đâu có rất là rất là cái ráp ra thì trên xe không có thể được. Dạ. Rất là bự. Cái xe này chỉ là chuyên chở máy bay thôi. Anh chơi bộ môn này bao lâu rồi anh? Chơi tầm khoảng 8 năm rồi. Wow, vậy là cũng lâu ở trong cái chương trình này rồi. Nhưng mà tụi anh chơi không phải là chơi suốt đâu, em còn phải đi làm. Dạ. Cho nên là có khi một tháng chơi được khoảng 2 lần. Dạ. Cái chiếc nhỏ nhỏ này thấy cưng quá, cái chiếc này gọi là trực thăng không ta? Chiếc này chứ. Chiếc đó nha, nhỏ xíu nè. Chiếc này bay dữ không anh? Chiếc này bay dữ không anh? Dạ. Dạ một chiếc đó nhỏ đó khoảng bao nhiêu tiền anh? Chỉ có 2 mấy triệu đó. Trời ơi. Tại vì chơi cái này là phải nghệ thuật mà cũng như là phải có kinh phí nữa. Anh là mình là người ở đâu? Dạ anh tên gì với anh? Cho anh hỏi em hỏi nha. Anh Nam ở Bình Dương. Dạ. Cái này thường thường là bao nhiêu mét nó mới cắt cánh lên được vậy chú? 5 mét. Dạ. Nhưng mà sao thấy ổng bay đó, ổng bay lên luôn rồi trời. Ông này là người nước ngoài nha các bạn. Ồ, ở đây là thấy một người nữ. Hai người nước ngoài luôn các bạn, chắc người Nhật quá. Thấy tiếng nước ngoài không? YouTube hả? Dạ, YouTube. Chị có thể nói tiếng Việt được không? Chắc không rồi các bạn. Chị có biết tiếng Việt không? Việt Nam. No. Dạ, Nhật. Dạ, dạ. Động cơ ở trong chúng ta thấy cái này nó cũng không có cái gì nhưng mà xanh nó giống như là cái quạt gió mà chị. Dạ. Cái motor quạt gió. Dạ. Cái này bằng mớp quá. Ừ, bán đi thấy cái này. Dạ, bằng mớp. Thôi không dám gờ đâu. Gờ mất công đó. Nó chỉ có 69 triệu hả? Dạ như vậy. Cũng rẻ, cái chai này cũng rẻ hết mấy chụp hình tôi rồi. Rẻ hơn cái Nikon hả? Ừ, nguyên vàng này hơn coi. Dạ. Cái này chưa tính ông len nữa đó. Nguyên bộ luôn. Nguyên bộ len luôn ha. Nguyên bộ len luôn.
có cái thằng D5 D6 đó, thằng đó nó mới bắt. D5 D6 nó bắt. Đây thì các chú các bác đang lắp ráp những chiếc gọi là máy bay tập băng. Tôi không biết kêu bằng gì, tôi kêu bằng tập băng Nhật thôi. Cái cánh này cỡ bao nhiêu mét, cỡ mét mấy không chú? 3 mét luôn á. Vâng, 3 mét ha. Một bên như mét rưỡi ha. Cái này như con thấy giống bằng mớp không chú? Không. Bằng keo hả? Gỗ. Không bằng gỗ thôi. Đây là chiếc dù lượn. Đây là dù lượn này các bạn. Đam mê ha. Đúng là cũng đam mê. Chú là mình là ở đâu mà mình đi tác nghiệp à? À thì mình tại sao mà mình biết được cái chương trình này vậy chú? Thông qua báo chí tuyên truyền đó, trên TV truyền hình An Giang. Dạ. Thì chú làm bên cũng như là bên nhiếp ảnh này kia đó ha. Mình chơi ảnh. Dạ. Chú thấy cái chương trình hôm nay là như thế nào chú? Thấy năm nay cái bộ cái đợt này cái bộ nó hơn cái đợt trước á. Đợt trước thì dù lượng bay không có động cơ, còn dạ, cái đợt này thì có động cơ cho nên nó sẽ có hấp dẫn hơn. Dạ. Với lại theo như ban tổ chức nói, trong cái chương trình này nó có những cái màn biểu diễn là coi như rất là hấp dẫn. Dạ. Thì cái dạ, chương trình này nó sẽ kéo dài bữa nay với ngày mai. Dạ dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú nha chú. Dạ. Dạ. Được tổ chức thì cũng như sắp xếp hết sức là quy mô luôn. Dữ thiệt chứ, tưởng đồ ông đáp xuống cái gì nào ngờ ông bay luôn. Bay đúng là người nước ngoài, không giống người Việt Nam. Chơi như người nước ngoài. Chơi như người nước ngoài. Ông hạ xuống ông cắt lên. Ông bay lên luôn ha. Ông khỏi cần bắt chớn như nọ chứ. Này chơi là ghiền luôn á chú. Cái này chắc lên trên đó mà ngồi cho nó là ghiền đó. Bởi vì là người ta rất là đam mê. Bay được lần hay bay hoài. Thấy con này chơi ghiền nha. Con nào chơi ghiền anh? Con nào cũng ghiền. Con nào cũng ghiền. Con ở ngoài nữa. Đá bài đó các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Ở đây thì các anh đang chuẩn bị về cái phần dù lượn của mình này các bạn. Ở đằng trước cái tấm vải là tấm vải buông dù á. Dù lượn có động cơ. Cùng Hoàng Sơn. Cho buộc anh một cái. Chị Tô. Bữa nay có đem phản lực đi không vậy? Có
Cái này là L hay L anh? Áo của đoàn bay tới hai anh. Mặc dừa đó không? Mặc dừa ha. Hiện tại bây giờ đó các bạn, thì các máy bay mô hình và cũng như các dù lượn hay là gì, hay là những máy móc động cơ này kia đó, bây giờ đang lại đây rất là nhiều và cũng như chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bay. Máy này hình như là nó bị gì hay sao rồi, một cái dù lượn thấy gối nó rất là lớn nha các bạn. Chắc cái này không bay cái này à. Liên đoàn dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Đây đang gắn pháo và là những trái pháo sáng đó các bạn, khi mà bay lên thì pháo sáng sẽ xịt ra rất là đẹp. Bên đó cũng có một cái bộ môn gọi là đang biểu diễn nhạc cụ dân tộc của người Khmer các bạn, thì là một trong những dân tộc có thể nói là ở An Giang này khá là đông. Chúng ta thấy rằng là ban tổ chức sắp xếp cho một cái đội hình thấy rất là đẹp ha. Rồi cái này hơi anh là làm sao mà nó sáng được anh? Chích điện hả? Chứ không thấy gì sao mà có đường đâu đốt, có gì đâu mà thấy được. Thank you.
biết chai nước lại cho nó gì luôn rồi. Tôi thấy cái máy động cơ này thấy rất là khủng. Cái máy tôi thấy rất là lớn nha các bạn, giống như là một cái máy gọi là cái máy xe, nhưng mà theo như một cái động cơ, nó không biết là cái động cơ gì luôn mà nó rất là khủng luôn. Từ dưới đất mà lấy một cái chớn quạt mà thổi là cắt cánh lên, chúng tôi thấy là nó rất là mạnh, cũng như là cái động cơ nó khủng đưa nào rồi. Thôi nhá. 3, 2, 1. Chờ chút đổi tôi vô. Cho vô câu khẩu cái đây, câu khẩu anh em ơi. Đây đội hình bay nè các bạn. Rồi, 2. Thấy hết chưa? Chấm chưa? Đây là đoàn của Kiên Giang các bạn. À, hiện tại thì phái đoàn cũng như là đoàn Kiên Giang đang kích động máy các bạn. Có một cái chiếc này bây giờ nãy giờ thấy nó đang chạy quá trời, nó chạy luôn các bạn. Nó hụ hụ bây giờ biết bao nhiêu lần rồi nãy giờ. Mà sao nãy giờ nó vẫn nằm ở đây các bạn. Máy này ghê quá. Cái bình xăng. À, bình xăng nó bao lớn đó mấy anh. Cái con này của mình là kêu bằng con gì anh? Tóc vuông. Dạ. FVK190 á. Dạ. Mình ở đâu mà mình chơi môn thể thao này vậy anh? Em ở Biên Hòa. Ô, Biên Hòa xuống tới đây chơi hả? Wow. Thì có lời mời của chú Nhạn đó. Dạ. Đi xe cũng hôm qua lễ cũng mất 13 tiếng. 13 tiếng đồng hồ mới xuống tới chỗ mà chơi này. Quải luôn anh ha. Anh chơi được bộ môn là bao nhiêu lâu rồi anh? Chắc từ 2013 giờ. Wow, nghĩa là cũng lâu rồi. Còn tìm hiểu nó thì trước đó. Dạ. Hồi học sinh cơ. Dạ, dạ, vậy ha. Rồi, cảm ơn nha anh. Okay. Wow, theo như Hoài Thương thấy thì đây là một cái chiếc lớn và nó sẽ có là hai cái bình các bạn. Hai cái bình này thì với động cơ của nó chạy thì có thể thấy rằng nó là lâu và mạnh hơn. Hai cái bình này chắc hai bình xăng không hả gì vậy? Dạ. Yeah. Xăng mà hai màu khác nhau ta. Xăng duy nhất thì đó bà. Dạ vậy hả? Hai thị. À, này chạy máy hai thị ha. Quá đã. Em đây tới mấy giờ nghỉ mấy anh? Tới chiều anh. À. 2 ngày. Chiếc này 200 đó. Chiếc này bằng chiếc bỏ áp bay nè. 200 triệu một chiếc à. Hay không về bên chiếc xe lại đi. Vậy chiếc xe này giá trị gì với máy bay đâu? Chiếc xe của anh á, bên xe anh lại giống như xe này nè. Chơi luôn anh. Chơi anh. Chơi luôn. Trời ơi, trời ơi. Dạ, xe trời ra trời. Còn mua chiếc máy bay văng lên. Anh nói quần em gắt rồi chạy lên. Chơi đi già sao chơi nổi nữa. Già còn đi lụm được nè, như già nữa đi lụm không được à. Anh người Đài Loan luôn hả anh?
Anh người Việt. Anh là người Đài Loan. Anh này người Đài Loan rồi. Hồi sáng em hỏi anh hết là người em đâu, anh không biết tiếng Việt gần á. Dạ, anh nói Bình Dương, em nghe Bình Nhưỡng. Anh đến Bình Dương. Dương. Nhìn thấy cái chán gì giống Bình Nhưỡng à. Con này anh chưa test hết đâu. Kíp thì không nói gì, cái kíp lộ không có tổng biên tập báo An Giang. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Tính, phó tổng biên tập. Kìa chào vỗ tay kìa, đang giới thiệu Quý Nhiên gì kìa. Dạ, trình khai mạc. Này là bắt đầu chuẩn bị kích máy lên này các bạn. Quá đây, mát quá mấy anh ơi, mát quá, rất là mát nha các bạn. Nếp bên đây lấy gió đây, nực lắm luôn. Chỉ số mà ở đây là cái gì vậy? Cái này là tốc độ của bằng tua quạt á, à tua. Hồi nãy em thấy gì đâu mà lên 700-800 luôn trời. Phun ra nó chạy lên. Ghê. Trời ơi, nó bay dính quần em luôn rồi. Chiếc này mình kêu bằng cái chiếc gì anh? Helicopter. À, helicopter. Ở trực thăng á. Dạ. Cả phần mềm để điều chỉnh nó luôn bạn. Có CPU luôn. Bữa nay mà không lãi nhậu hết gì tới nhà được. Cái bọc thân này của ai? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chuẩn bị khởi động trực thăng rồi các bạn. Không? Ừ. Từ. Gì hả? Chồng em bộ tôi. Cái đâu anh? Né làm cái. Chị xúc ra mà em thấy chị. Con này nó bay thấy lắm anh. Con này nó sát thương nhiều lắm. Mấy nè em. Đem ra. Dơ. Lên. Nguy hiểm quá các bạn. Kiến hoài ta. Nhờ các anh nói mình mới đi ra, chứ đi không đứng thôi cũng nguy hiểm. Các anh điều khiển cái một cái gọi là kết nối với máy tính. Cái remote của nó đó, mình sử dụng cái remote của mấy cái máy bay mình đi lót thì dùng remote, bạn lấy cái đó mình kết hợp với cái này nữa. Như mình là DJI. DJI thì nó có khổ riêng của nó anh. Anh bay DJI không? Bay DJI mà nó bay không được sao? Mà nó không được cái còn remote không đó. Ừ, đáp ngay luôn. Mấy con này bay anh là biết xa xa là được rồi. Chứ tôi nữa là lấy bộ cánh đuôi đưa vô anh khoan hãy chỉnh game lại. Xin chào quý vị đại diện các nhà tài trợ cho chương trình biểu diễn ngày 2022 lân nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo quyền. Cái này là các anh chỉnh như vậy là kiểu như nó chưa được đó hả anh? Chưa. Ừ. Như vậy là nó bị cái đó gọi là cái gì anh? Nó dừng đi gồ kìa. Dừng cái độ xử lý bù á. Ủa đâu nó nhảy xuống đây vậy ta? Wow ghê vậy. Ồ, trên đỉnh trên đây sẽ có một độ dùng lượng nhảy xuống nữa. Ồ gì hả? Là nhảy không có động cơ hả? Đúng rồi. Wow. Tại vì em thấy đây tự nhiên có lọt người xuống đây. Hết hồn hết trơn. Cái đó gọi là dù lượng. Còn yeah. Cái kia có gắn động cơ gọi là tàu lượng chứ không phải là dù lượng. Dù lượng có động cơ. Yeah. Không, cái loại kia có cánh cứng kìa. Cho nó hút ai? Mày hút luôn đi. Cái trò này mà ở trên núi nó bay xuống chắc nguy hiểm hơn quá mấy anh. Đúng rồi. Cái nó thấy nguy hiểm quá trời. Anh chảnh mà đang đứng gió gì nè, nó đỡ. Còn bữa nào mà gió mà nhiều quá. Dạ. Nó nhiều. Nó nguy hiểm. Ừ. Ở chu viên khởi động kìa. Còn chiếc của mình này nó đang quay. Ghê quá.
mày làm hết tao nóng ở dưới. Ăn tay con này trước. Qua không? Là mô hình bay đó ha. Anh này anh bay từ trên đó xuống. Anh đi bay trước. Để em chụp cái nào. Đó. Tao bay cùng ảnh hả? Lấy luôn nguyên con. Ai ai Khang đâu rồi Khang? Dạ rồi, ok anh, cảm ơn. Ngay thì không cũng dũng không em. Vô vô chụp với anh kìa. Ở chụp cái một chiếc mà tới 5 người, 4 5 người kinh các bạn. Cái chiếc này là một trong những cái chiếc khủng. À, cái vận tốc của nó thì có thể thấy rằng là có một cái gì hả? Cái dù rất là độc lạ phải không bạn? Bên sau này giống như máy bay giống phản lực nha. Khủng. Cái này mình gọi là cái máy này máy gì anh? Tu bin mà nó kiểu phản lực hay sao anh? À. Quá dữ các bạn ơi. Máy bay thiệt luôn ha, quá dữ. Chạy máy bay dầu của động cơ luôn các bạn. Vì vậy chúng ta thấy là cái phần máy nè nóng. Các bạn ơi à, trời ơi, cái nhá lửa kìa trời, thấy ghê vậy. Mình đứng ở đây có sao không? Né luồng lửa ra. Vậy ha. Các bạn có thể thấy không, chưa chi chân mà mới đề ba xương xương thôi mà cái khói lửa mà của cái phản lực này nó đã ra tới cỡ đó rồi đó các bạn. Quá khủng. Cái nó ra khói kìa. Chết rồi. Gặp rủi ro rồi. Thank you.
cao dữ. Quá wow, một anh dù lượn xuống đó các bạn ơi, các bạn thấy không, anh dù lượn nè các bạn. Quá dữ luôn các bạn ơi, thật là điên giờ. Cho một cú đáp hết sức là nhẹ nhàng luôn. Chúng ta hãy cùng xem, vẫy tay chào khán giả luôn, và giật lên luôn chứ chưa kịp xuống nữa. Bây giờ mới thật sự là xuống đây, chạy luôn. Quá đẹp. Thật là một pha đáp rất là ngoạn mục nha các bạn. Cũng nhất á. Coi. Đâu bước như vậy đâu chú. Hàng cũng nhất á. Vô nó lạc lấy một cái là nó nằm chết á. Ghê trời. Lần đầu tiên em mới xem cái chương trình mà lớn như vậy á. Quá luôn rồi các bạn ơi, chúng ta hãy cùng xem chương trình này. À, một cái chương trình mà có thể thấy rằng là tại Việt Nam luôn chứ không phải là đâu khác. Mà với là biểu diễn. Khủng khiếp không? Đó, thấy chưa? Chúng ta hãy cùng coi nó bay kìa. Đó các bạn. Trời ơi, nhìn lạ nha. Ủa là trời nó bay gì trời. Má ơi, nó bay kìa. Quá đỉnh luôn các bạn. Người ta xem mà nhóc hết trơn. Đó, nó bung ra. Chơi nguyên cái khối luôn. Quá nhiều. Nhóc người coi. Trong đó thì có một số phi công. Nhất đã được xuất hiện. Chúng ta thấy không các bạn? Bây giờ nó đảo một vòng lại, nhìn nó bay cái tốc độ rất là kinh khủng. Bởi vì tôi nói là nếu mà đứng gần cái tầng chết thì bị dở người. Bay ớn như vậy. Mà nó cứng, cái nó phải là mũ như mấy kia đúng không? Yeah.
mình lia một cái góc máy thấy thấy rằng là khi lia không mới kịp các bạn. Đây thì đây mình thấy còn rất là nhiều cái một trong những cái số mà chỉ thua cái con đó thôi. Chứ hầu như thì mấy cái này đứng đây thì muốn đứng đầu cả. À, bây giờ mình thấy nè, nó đang quay lại tiếp. Hạ cánh luôn. Né, né chưa. Trực thăng này như 5.500 như này các bạn.